cục tắc. Sáng ra đi chợ nè mọi người. Ba chị Chi sẽ lái xe máy hả mọi người. Tối hôm qua chạy từ trên tiệm gì đây. Chạy lên tiệm gì đây là ảnh đã chạy được rồi. Bây giờ ảnh muốn tự lái xe nè. Rồi, let's go honey. Where's your helmet? Put it on nè. Đây có trái mít nè. Trái mít này hôm qua cha hái nó chín rồi nè. Ok, tôi đi đang lái xe. Lái xe đường quê. Tôi đi học lái xe cũng nhanh hả cô chú anh chị. Mới về có một ngày thôi mà lái xe đi chợ rồi nè mọi người. Rất là thích chạy xe máy luôn. Sáng ra Kim định là chỉ đi chợ một mình thôi. Nhưng mà anh nói là anh muốn chạy xe cho nên là anh đi theo đó. Chứ đi theo ra ngoài chợ mà đi với một cái ông Tây ấy, mắc cỡ lắm mọi người. Good. Both hands okay? Okay. Don't worry about it, okay? Look at this, how big gate. Yeah. This is a house. That's my mum, mother, sister house. Your mum's mother's sister's house. You know what is that? Yeah, your auntie. Yeah, and you always keep to the right. Let the cars and the bikes come past. Yeah. That's as well. Gone. Some gang. Any? Can I say them ones look bigger though? Yeah. So why did we get them? This is fine, okay? Yeah. Rồi, giá bán 1,000 luôn đi. 7-8 ngàn. Chi Chi về Việt Nam mua mấy cái bộ đồ này ở ngoài chợ này cô chú. Mặc mát quá chừng hả mọi người. Ở quê mấy ngày nay Kim về cũng không có nắng lắm nè, trời ui ui cho nên là cũng mát đó cô chú anh chị. Tony tranh thủ lúc rảnh thì lấy máy tính ra làm việc nè mọi người. Mặc dù đang được nghỉ ngơi nhưng mà vẫn có rất là nhiều việc. Cho nên là lấy máy tính ra trả lời email đó cô chú anh chị. Gọi là cây gì cha? Cây mai hả? Đây là con hai cây hoa mai trắng hả mọi người? Trắng thỉ hả? Nè, đây nè. Rất là thơm luôn. Cái này uống thành cây kiển nè. Cái này cũng lâu năm dữ lắm rồi cô chú anh chị. Bây giờ ba Kim sẽ đi ra hái ra buổi cái buổi sau hè. Ở sao đi đường trên đây là đi đó trơn dữ lắm. Trơn té đó nha, trơn té đó. Trời ơi, hai bữa giống giật dừa quá à. Bịch bịch. Xin chào mọi người. Bên kia có con cái kìa thôi. Bên kia có con cái kìa thôi. Ây trời ơi, trời quá trời luôn chị ơi. Này bữa da xanh hả cô chú anh chị. Bữa này ngon dữ lắm luôn, ngọt lắm. Rồi chị lại lụm cho bữa đi. Hả? Kìa, ôm nữa đi kìa. Cái này là nhà hàng xóm hả cô chú anh chị? Nhà hàng xóm người ta có chỗ người ta dựng giống như cái liều, cái trại vậy đó, để uống nước trà, cũng mát. Cái xoài còn trái không cha? Không trái nữa. Này cái sòi Thái hả? Sòi Đài Loan. Trái nhiều lắm mà trái nó rất là bự luôn, cái dài thòn. Cây sa kê nữa nè mọi người. Con để bự dưới đây nè. Sa kê cũng có trái nữa nè. Đi đừng có đi chỗ ngoại té, chỗ ngoại trơn quá. Bưng vô nhà rửa con trời. Tên. Sẵn cái tay vô bưng vô nhà rửa luôn. Con gần hai trái nha. Ừ. Rồi. Trời chi giỏi dữ vậy ta. Đi ra ngoài đây xăm cái đàn.
cái chuồng gia súc của nhà ba Kim. Bột hai nè, cá con câu nè. Ừ. Rồi có con câu. Đây có nuôi bồ câu nữa hả mọi người? Bồ câu. Gà. Dê. Ở kia là chuồng heo, dưới kia là bò nữa, nói chung là nuôi đủ hết trơn. Rồi chị kìa cha, nó đòi cho ăn kìa cha. Cha cho đưa cái đó cho chị, nó cho kìa ăn kìa. Cho dê ăn rồi chị. Cho dê ăn rồi chị. Đến cô gì? Rồi trả cho ăn gà ăn đi. Ta đi lại kia kìa, có con gà kìa chị, kìa cho ăn đi chị. Không, con gì em. Dạ. Hái lá mận ra chị cho dê ăn nè chị. Hái lá mận cho dê ăn nè chị. Mấy cái nồi này để cho ăn chi vậy ta? Đây cho con gà này ăn đi, để xuống, đúng rồi con để xuống. Chạy ra nhiều quá mấy con gà sợ nó chạy xuống kia luôn rồi. Nhà mình nuôi có nuôi bồ câu nha mọi người. Con à. Nó đi hết rồi chi? Con hai. Để đây đi, để đây đi chút nó lại cho. Đi lại đây con bồ câu nè chi nè. Con hai, con hai. Cái hồi đó ở chỗ này con câu được con cá lóc, con cá chê siêu to cũng rồi. Ủa hai mùa cao cho nhốt cái này chi vậy? Nhốt con mùa câu con nó bự vậy mà vẫn chưa có lông nữa hả cha? Con mùa câu con, nó đẻ lần con một hả? Hai trứng mà nở chứ có một trứng thôi mà con mùa câu nó, mình tưởng nó giống con gà, nó sẽ có lông nhiều ha. Ai về đâu là nó bự quá chừng luôn rồi kìa, mà nó chỉ có mấy cọng lông thôi. Bên đây là cái chuồng dê. Dê nè. Dê ở đây làm nhà sàn cho nó ở hả mọi người. Chị dê lại đây con dê nè chị nè. Con cho con dê nó ăn cái lá. Thôi đừng vứt lá nữa để cho nó ăn cỏ. Dê dài lên tới trên kia luôn hả mọi người, trên kia. Ở trong cái chuồng này cũng có nuôi dài cũng dê nè cô hai. Chị cho dê ăn á hả? Mà chị đâu có lên tới đâu mà cho. Mà đó chị ẵm. Rồi. Ê con thỏ nè chị nè. Con thỏ trong đây. Con chuột. Ồ con gì vậy? Y chang con chuột vậy. Con bọ hả? Nhưng mà con chuột. Cái con bọ này giống con thỏ còn không? Con thỏ như bán thịt kìa. Hai con bọ nương bọ ăn chi vậy? Không, rồi đi ra kia. Dễ hương mà nó y chang như coi cái con chuột. Nước không à, nước không. Chuột không to, y chang nhưng mà nó bự hơn thôi. Đi ra coi con bò. Con bò không có đường à. Ở đây là lúc trước nuôi gà hả mọi người? Trời mưa nước quá. Trái nước này trong bò uống hả? Ở nước này nó trong quá chứ nước lóng phèn hả cha? Ba con bọt con. Con bò nó uống nước. Nước thức cám. Ăn hay nước cám cha? Cám với thức ăn. Cám thức ăn giống như cho heo á hả? Cám. Cám kìa cám. Cái con bò kia nó đẩy cái thùng của nó lại, nó đẩy cái thùng nó lại. Nó khôn chứ bộ. Mình giờ cho ăn cỏ, mình giờ cho uống thức ăn nữa là nó nhanh lớn mọi người. Cái câu kìa. Chi con đó con gì chi? Cái câu. Con bò. Mấy con? Đâu? Cái câu đâu? Đâu đếm coi. 1 2 3. Ba gì? Ba con bò. Giỏi thế trời. Nói lại coi ba gì? Ba con bò. Trời ơi. Trời ơi hay dữ thần vậy trời. Thầy con biết chị tên gì chưa? Cô Ngân. Hỏi tên gì? Đâu đi chứ. Đi sót. Đi đường từ.
Con hỏi đi, chị tên gì hỏi đi. Con hỏi thử cái chị có thoát không? Hỏi coi. Nó nói là chị đâu có nói chuyện đâu. Bữa chắc rồi giờ nó không có thấy chị nói chuyện luôn. Bây giờ kêu là chị hỏi chị tên gì nó. Ủa chị đâu nói chuyện đâu. Rồi chị nói coi, chị hỏi chị tên gì coi chị biết nói không? Chắc học không chị. Cưng nói đi, cưng nói cho nó nghe đi, cưng tin là gì? Chị không bị cam đâu. Nó. Hỏi đi, tên gì? Tên gì? Rồi giờ nó không. Ngân nha. Nha, chị Ngân nha. Dì Ngân. Có gì không nội? Bến Tre xứ dừa ha mọi người, vườn dừa xung quanh luôn. Nhưng mà dừa này không có uống được. Mấy cái cây, thấy cái cây tùm như vậy không phải là rừng rú đó ha mọi người. Cái này là trồng này cho bò cho dê ăn ha cô chú anh chị. Mấy cây cho dê ăn nè. Để mình chặt cho dê ăn chứ không phải là cái vườn để cho tùm đây mình không có dọn đâu ha. Mấy cây này cho dê ăn luôn đúng không cha? Rồi tiêu con chó cũng dễ mày rồi. Chuyến này tiêu rồi. Rồi vô tắm luôn. Đây có mấy cây tắc nè. Mà tắc được này sao kia không thấy trái nhiều. Cũng có trái nhưng mà ít. Cái những cái đất này, cái cỏ này là trồng cỏ cho bò ăn luôn đó mọi người. Cho bò cho dê ăn luôn đó. Cái cỏ cao cao kia là trồng nè. Cái này cũng đợi cho nó lên cao. Giống như lên cao mình cắt đợt ngoài kia đó. Tại ở bên đây là nhà của ai cũng nuôi bò nuôi dê hết trơn. Mình nông nghiệp, mình làm nông mà, mình chăn nuôi mà. Cho nên đất nhà ai nấy cắt cỏ. Thì đất mình là mình tự cắt thôi. Mình gãy phân cho cỏ nó tốt lên đó. Mình cắt từng dải chứ không phải nhìn cái vườn như vậy nói là cái vườn cỏ không, không cắt hen. Rau muống nè mọi người, rau muống mọc với mương quá trời nè. Nè, cái đọt non nghe chưa? Nó ở đây ở quê ăn đâu cần phải trồng rau trồng gì đâu. Rau mà vườn hái thôi. Đây nè, nhiều dữ lắm. Quá trời cái đọt rau muống luôn. Ôi cái tắc bên kia trái quá chừng nè. Đây. Lâu quá. Quay gần cho mọi người xem. Quá chừng tắc luôn, ngày mai qua hái tắc. À, tắt dài dài, cây tắt này cũng trái quá chừng. Đây là mấy trồng mấy cây này là mấy cây mãng cầu ha. Mấy cây kia là mấy cây mãng cầu á cô chú anh chị. Đây là trồng dừa nữa nè, trồng dừa. Hôm trước hay trồng cam, trồng bưởi đó. Bây giờ nó đã hết đợt rồi. Giống như nó già thì mình chặt mình bỏ, vẫn còn mấy cây cam dưới kia. Thì mình trồng dừa vô nè, với trồng mãng cầu, trồng tắt đồ. Cái đất này cũng không phải là đất màu mỡ đó, cho nên là trồng trọt cũng khó khăn ha cô chú anh chị. Chỉ có dừa là tường tồn mãi mãi thôi, lúc nào cũng trồng dừa được. Chi nó dơ rồi, thôi đi dơ luôn con. Dơ chuẩn bị nấu cơm chiều ăn. Tạm biệt mọi người. Mấy nay trời mưa hả cô chú anh chị, cho nên là lúc nào cũng ẩm ẩm nè, đất xình không.